Kính chào hết quý vị, thấy chưa? Bữa nay cái nhà bếp tôi chuẩn bị nó hoàn hảo đó. Nó nhà trời mưa cho nên mấy ông thợ mới rảnh dành cái thời giờ. Vừa ăn cơm xong, bữa nay báo quý vị là tôi nấu nấu gỏi với bún bò kho nha, hủ tiếu bò kho chứ. Hủ tiếu bò kho nấu không hề có miếng dầu nào nha quý vị nè, không hề có miếng dầu nào mà vẫn vẫn ăn được, chứ không dám nói, không dám tự mình khen mình. Nó quan trọng cái nước nó ngọt nè. Đó, tôi làm món gỏi rồi, người Bắc gọi là món nộm nè, thấy chưa? Hôm nay mấy ông thợ về để làm phải ăn chay. Đó, món nộm ăn xong rồi. Nó đây kìa. Ở bên đây lót vậy là gọi là sang không chú sĩ? Ở đây là lót cái cây này gọi là sang á hả? Không biết. Thôi nhưng mà không, ý ý ở bên Mỹ á, thì ok cũng được. Lót cái gì mới là sang nhất? Không phải nói sang chứ, không có sang nhưng mà ý nó thường thường ví dụ ta lót nền ở Mỹ, mấy người giàu ta lót cái gì? Lót đủ loại tùy theo loại ra. Họ ta phòng mỹ quê nè, thầy nấu bò kho nè, phòng mỹ quê đó đây nè, mà không có miếng dầu nào luôn á nè, nó củ sắn nhiều cho nó ngọt. Còn sở dĩ nó có cái hơi dầu dầu là quý vị biết gì không? Cái này nè, mua đồ chay đó, đồ chay nó làm giống như là gì đó đó, nó ra dầu, tự ra dầu chứ mình không có bỏ miếng dầu nào luôn. Nè, củ cải trắng nè, thấy không? Củ cải đỏ, đâu rồi? Củ cải trắng, củ cải đỏ. Đó. Thấy chưa? Củ cải đỏ, củ cải trắng. Nấu củ sắn nhiều, nó ngọt. Nè, làm mấy món nộm nè. Món gỏi nè, rong biển nè, thấy không? Rong biển mua ở chợ đó, rong biển sushi đó. Miếng đu đủ vào nè. Củ cải trắng vào, củ cải đỏ vào, thấy không? Trộn vô, dắt trái chanh vào, để miếng tương ăn phở vào, để miếng tương ớt vào, để ớt vào, rồi cái trộn đều ra đường một canh, trộn vô là thành ra món nộm. Ăn với cái này nè, đồ chay luôn nha. Cái này là chay nè nghe, đâu rồi? Không sao vậy đó, này là chay nè nghe, đó. Thấy không? Ăn hết tô luôn rồi thấy không? Đang lót cái bếp ra xong, tôi lấy cái gì coi cái đồ chay ra, vừa ăn vừa nói mất quên nhi rồi nè, thấy không? Bánh hồng chay đàng hoàng nghe không? Nè, bánh hồng chay thấy không đó, không có được chiên nghe, chiên nó dầu dữ lắm nghe, để lên microwave quay 1 phút. Nếu mà tôi quay tốt mà 1 phút nó chưa chín thì 2 phút tôi quay nó cái hơi khét khét chút. Chắc bữa nay nữa là xong, không nhờ bếp tôi cho rồi, tôi dọn bếp tôi ngán quá à. Phe này là phe đó, phe nhà giàu. Đó, mấy cái ống hỏng họ tử họ dọn nhà, họ cho tôi đem về tôi lau là tôi xài, bây giờ thấy chưa, của người ta đồ mới của mình nè, mấy cái két sắt nè người ta không xài, người ta cho đem về bỏ rồi cả đống két sắt luôn. Trời ơi, cho 2 két sắt về, 2 két sắt gì mà tôi đựng 2 thùng đô la thì chắc là hơn. nói kiểu nói cho cà chấn cho chúng chửi chơi nha. 2 két sắt thì chú ba, ông nghĩ đựng 2 két sắt đô la thì nhiêu? Nói chứ ở Mỹ không có để tiền ở nhà nha quý vị, đó là tôi nói chơi. Giữa trưa rồi dây thần kinh nó căng thẳng này, nói chơi quý vị đừng có buồn nghe.
Đừng có nói ông thầy tài ông nói cho dữ chứ lúc nào miệng cũng mở miệng cũng đô 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 đô. Nói cho dữ mà đô. Người ta dọn nhà ta cho đồ nè đó, mới sách về cho nè, thôi. Cái nào xài thì lấy. Tội nghiệp quý vị. Rồi. Ôi cha bị chói rồi. Kêu lên, kêu lên, kêu lên. Kêu lên đi. Kêu lên đi. Thấy già bị chói rồi. Bị chói rồi. Người ta cho đồ để có gì đây. Mình yêu. Ở Mỹ cái gì mấy đồ cổ cổ tao không xài tao đem tao cho vậy đó. Cái nào xài được thì mới lấy. Buổi trưa quay cái Bồ Tát Quan Âm quá đẹp quý vị nha. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Buổi trưa, nhìn thấy buổi trưa sáng rực ha quý vị. Đẹp không? Đi ra trước mặt Bồ Tát nghe. Bữa nay sao còn ấm nè quý vị à. Cứ theo lẽ bữa nay là lạnh rồi mà sao bữa nay còn ấm nè. Đúng là lạnh rồi đó. Chiêm ngưỡng đi vào buổi trưa đấy. Chuẩn bị cây cối nó chuẩn bị, tôi nghĩ là 2 tuần nữa thôi thì nó lá nó rụng hết. Năm nay nó lạnh, nó cũng lạnh trễ đó nghe quý vị đó. Năm nay nó lạnh, nó cũng lạnh trễ. Ráng làm bữa, theo lẽ mấy chú bận làm chỗ khác rồi, nhưng mà vì nhờ trời mưa mấy chú nhân thời giờ về đây lót cho nó rồi. Chứ quý vị biết làm thì hiện tại lo quá, là nghĩa là cứ làm hoài không rồi công việc á, cái thành ra cứ dọn hoài. Không rồi còn đóng cây dụng để cây dụng mà mốt đóng cái chòi. Nay trời mưa. Đẹp không? Xin mời quý Phật tử ở xa, quý vị nào muốn về đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì về nha. Tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị, mỗi một vị về. Nhưng mà hãy nếu mà người nào từ tuổi 70 trở lên thì về một mình được, mà dưới tuổi 60 thì phải 2 người. Đó là nữ. Chứ còn không phải nói vậy là một mình. Quý vị nào tới có mình tu tiếp là không có nha. Ai mà tuổi hơn mẹ tu trở lên thì 1 người tôi sẵn sàng tiếp. Còn mà dưới 60 thì phải 2 người trở lên tôi mới tiếp nha. Về đây tịnh dưỡng 1 tuần. Sẵn sàng nuôi cơm nuôi nước hết 1 tuần. Đó, thấy chưa? Mấy ông thợ đang làm đó, quý vị thấy chưa đó. Cảm ơn trời Phật thương, còn thương tưởng cái thầy thiện tài, còn làm được chút xíu việc đó. Chỗ này để nhiều khi chén bát đông đem ra ngoài rửa. Còn hàng ngày có mình tôi thì rửa ở trong. Quý vị nói sao tùm lum nghe, tại vì đang làm nghe quý vị. Chứ tôi thì an tâm đi, thân hình thì nó bề bộn nhưng mà lúc nào cũng gọn gàng lắm. Nhưng mà tại vì đang làm à. Đang làm, đang làm quý vị ơi à. Tôi thấy mấy tâm thảm Phật tử cho tôi lao, ôi tôi hít bụi lại vậy mà sử dụng rất là đẹp. Tối hôm qua tôi nằm ở thảm đây nè, tôi nằm tôi dòm lên bàn thờ nó đang nghiêm lắm đó. Người ta không sử dụng nữa thì ta cho, thì mình về mình hít bụi thôi. Thì thấy không? Chứ các chị đừng nói thầy sao hôm nay sang trọng quá nghe. Tao xài đồ cũ không đó. Đó, thấy không? Cái tủ sắt. Tủ sắt này đựng mà đựng 2-3 hộp tủ được.
giấy tờ thôi, chứ thôi nói hoài tiền tiền cho tao nói hả thầy tu, thầy cứ nói tiền không cũng tội nghiệp. Có phòng ốc đồ dư giả nghe được à, Phật tử ở trong nước Mỹ các vị có về đó, phòng này phòng dư nè, tại vì cũng đang rinh mấy cái tủ ra cho nên cũng thải tùm lum, chứ còn phòng này phòng trống nè nghe à, trống được giờ trống được 2-3 phòng rồi đó. Phòng này là phòng của tôi, phòng nghèo của thầy nghèo. Nói phòng tôi thì đơn giản vậy thôi. Đó, thêm cái kết sắt nữa nè. Ta dọn nhà ta cho 2 cái đem về hết. Nặng 2 người rinh không nổi đó. 2 người rinh mà cỡ mập như tôi, mạnh như tôi mới nổi, chứ yếu là rinh không nổi đó nghe. Nay khoe nhà cho quý vị coi. Để tôi lấy chìa khóa tôi mở trên lầu. Chỗ nơi mà tôi tịnh dưỡng ở trên đó, nhưng mà khi nào có khách thì tôi mới lên, hoặc để sắp xếp mấy đứa đệ tử ở tiểu bang sát á, họ về họ kết nối với tôi internet ở trên đó thì tôi lên đó tôi giảng. Cái gì thế bàn thờ Phật tôi thấy dễ trang nghiêm hơn, thấy không quý vị? Đơn giản trang nghiêm, không cần thờ nhiều đâu nghe quý vị. Một đức bổn sư như vậy thôi, nhỏ thôi chứ không cần lớn nữa, phải không? À, đi mua cây này ngoài Home Depot nè, 42 đồng. Mua cái chậu nữa, 2-mấy đồng nữa, 6-mấy đồng. Chân rất là lâu á, nó không có, mình săn sóc kỹ lưỡng, nó lớn chứ nó không có hư. Để bận quá ha. Cái gì thế bề bộn à. Thôi chạy, quay khảnh tùm lum gì mới thấy nhiều của. Ở trong này thêm một cái phòng nó mà cũng bề bộn, cũng chưa có rồi nó mới dọn ra, lại làm nhà bếp xong mới mua qua đó, dọn qua đó. Đây thêm cái bedroom, nhà tắm cũng chưa hoàn tất hết, nhưng mà coi như là tạm hết rồi, không sao. Chừng nào mấy ông phở rảnh, lúc nào về làm lúc đó thôi, kiểu như là mọi việc nó đã căn bản hết rồi. Còn mấy cái chỗ nào chính cũng đã xong rồi, cho nên không sao hết. Đó, ở trong này là cái thất của tôi đó. Thất này cũng hoàn hảo rồi đó nghe quý vị. Cũng vui ha. Chưa có ở cho nên nó còn tùm lum hết trơn. Vì cảm thông vậy mà công trình làm cũng hơn một tháng đó thưa đại chúng. Được không? Cái thảo am, cái thắt của tôi trên này để dành những buổi Phật tử qua rồi thầy trò lên đây ngồi đàm đạo, uống trà. Đó, tôi mới đi lượm cái bàn này nè hả, không phải là cái gì tôi than nha, tôi có than ai nha, tôi có xin cái chuối bây giờ nó cũng chuẩn bị bay màu bây giờ đó. Cái nào mình nói chân thành, tôi thích nói thẳng, nào mình lượm nó mình lượm, thấy không? Ra thấy cái bàn đẹp, bán lượm đem về đẹp không? Cái bàn đơn giản mà đẹp, tôi kèo nè, đem về.
Cái nào mình lượm thì má mình lượm, chứ không phải là mình có gì đâu mà mình sợ. Cái bàn rất là đẹp để ngồi thì toàn ngồi nói chuyện đồ thôi. Đời nó khổ não nhiều rồi, hãy ráng tìm cho mình có những cái giờ phút an lạc quý vị ơi. Mà an lạc là mình thấy ít muốn biết đủ là có an lạc nữa. Bên Mỹ vậy mà đây họ dục quá quý vị. Trời ơi, tôi thấy đẹp quá, tôi lượm, tôi kè nè. Tôi giác về, không có giác nữa. Lấy cánh nén, lấy máy bay của tôi đó. Lấy chiếc xe của tôi đó, xe hai bánh đó. Rồi tôi chở tôi dịnh trần ai luôn á, kè đen như tới đây đó. Mà oxy rất là đẹp, mình ta vậy mình ta dục. Có những cái mấy cái bàn này ta dục không nè. Mình thấy mình nhiều khi mình thấy ở Mỹ á, họ xài mình thấy mình tiếc ghê á. Thấy không, có cái ông chăn trâu thấy không. Đó là giới thiệu sơ lược ở trên cái thảo am của tôi. Bây giờ ở trên nhìn bốn bên bốn phía nha. Đó, đó sau đó là một cái công ty họ chuyên chở các cái đồ đó, họ cho thuê đó. Sau bên đó, bên đây là nhà bà Linda hả? Bà bán xong rồi, Phật tử tôi đã mua rồi đó nghe. Đó, thấy chưa? Rồi còn gió nhìn là gió đưa bụi chuối sau hè nè, thấy chưa, gió đưa bụi chuối sau hè. Gió mà nó thấy lá chuối rất tả tơi cái mình nhớ quê hương. Quê hương vào những mùa tháng mà gió mạnh đó các chị nhớ không đó. Đó, thấy nhớ quê hương không? Những ngày ở Mỹ thấy về nhớ quê hương thấy không? Nhớ buổi chiều chiều những làn gió thổi làm lá chuối tả tơi hết rồi. Xả nè, xả nó đung đưa thấy không? Đẹp không? Khen đi. Nói chứ tôi không thích khen đâu. Thích thì quý vị sống an lành hơn là khen với chê. Không khen không chê là an lành nè. He he. Đó. Gì? Cái gì mấy ông cười? Cười. Hay quá. Thôi rồi, nó chịu khó ông làm đi, tôi đi. Tới giờ đi làm nhiệm vụ hay không? Đi rước bà ba hay không? Mấy khổ vậy đó. Mấy có vợ chi khổ dữ vậy đó. Em biết vậy đi tu đi ha. Dạ. Tu rồi thì thầy tu liền, không suy nghĩ gì. Mô Phật à. Thôi mấy ông ơi, mấy ông đã đang ở tù, mấy ông đừng có nói ngày ra tù. Có vợ có gia đình ở tù á. Mà hồi đó Đức Phật nói họ lúc đó ông sử dụng mấy chú là tôi lượm mấy ốc nè, mấy chú nghĩ ra có thấm nó có này nên ở tù thế gian là tù nào cũng có ngày ra, mà cái tù mà tình ái chồng vợ mình bảo là mình bỏ cho ai bây giờ. Chú có người bạn cái người làm đi làm đi tưởng đâu tôi ông ở trong này bổng phận nấu cơm nấu nước nấu cơm giờ mời ăn chôm chôm. Chôm chôm này là mấy đồng một phao á, ở Mỹ mắc không, mấy đồng một phao chôm chôm. Mình mênh mông thiên địa.
mênh mông thiên địa, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Ở Việt Nam ăn chôm chôm tươi, hái ăn từ nghiệp nhớ, nó ăn cái ra ngoài cây hái ăn, hoặc là mua hoặc là ta cho. Giờ qua đây ăn chôm chôm héo queo vậy mà còn khen ngon. Năm như là sáu đồng một phao. Tính ra là 14-15 đồng một ký á, hơn 300 ngàn Việt Nam một ký chôm chôm bên này á, nó cũng mềm mà. Thôi Phật tử cho cái gì thì tôi cũng lấy hết á, mà cái gì mình cần là mình lấy ra không đó. Cái tivi cũng lấy về gắn đó chứ có coi đâu. Nè máy cô quay cũng Phật tử cho, máy nướng cũng Phật tử cho, giờ cái tủ lạnh cũng Phật tử cho. Ai xài bỏ vừa ra cho tôi lấy à, mà giờ cái nào xài mới lấy chứ. Hỏi các gì coi chắc đóng vậy đó, chắc kỷ niệm rồi có cái đi lượn. Đó rồi cái nào thích thì các câu chơi vậy đó. Đầy tủ hết trơn. Bên New Mexico cũng có ông với hai vợ chồng có một đứa con nè. Mà nó còn một năm nữa ra trường là bác sĩ á. Mà đã bác sĩ mà họ không có, giống như chú nó làm sao, nó quan niệm sao mà nó không có đi chích thuốc á. Người ta đi thực tập á, thực tập cái nó bị dính á, dính Covid chết. Nói cha mẹ chú đó bây giờ bà mẹ thì mập mạp, bây giờ nó giống ốm như cái tâm nữa. Người cha thì con như thôi, chết lên chết xuống. Mà được cái tôi cũng mừng cái ông này, hồi đó ông ngang tàn lắm. Nhưng mà từ khi con chết, ông suy nghĩ bữa đó, nói ông tới chùa, ông làm lễ đó. Ông nhận cái lỗi, ông hồi xưa ông ngang tàn lắm. Chính tôi cũng rất là giận. Tại vì xưa ông nói chuyện với mình, nói chuyện ngang tàn vì ông đi, ông ngoài đợi kỹ sư mà. Kỹ sư làm cầu đường á. Nói chuyện tôi không à, ngang tàn. Cái giờ con chết rồi mới thấy. Bởi nhiều khi nói chứ nói đi, biết rằng mấy ông thầy thì tu, theo lẽ tu thì là cái gương, cái nghĩa là tu là bỏ hết trần tục chú sĩ, phải không? Nhưng mà có khi mình cũng phải thông cảm, nói chứ đỡ dữ lắm á chứ. Biết rằng mấy ông chưa có bỏ hết trần tục, đâu phải là thánh nhân đâu, đâu phải là ông Phật hay ông Chúa đâu. Người mà. Nhưng mà thí dụ như có những cái gì mình có thể tha thứ được, phải không? Châm chế được, có những cái quá mình không châm chế. Còn cái chuyện mà lặt vặt thì mình châm chế cho mấy ông thầy chứ đâu mà quá trớn mà nghiêm khắc mà phải đòi hỏi ông thành Phật liền được đâu. Ông nội này đó là ai tu là ông muốn thành Phật liền. Giờ ông khi con chết thì ông ăn năn hồi sáng nha cô. Còn cái chú nó giờ ăn năn đi tới chùa viết cái tờ giấy quỳ đọc xin lỗi như là trước cái ngôi tam bảo á. Ông nói mẹ theo lẽ mấy ông thầy tu á là phải đứng hầu Phật tử ăn chứ sao mà Phật tử hầu ông thầy. Thì đúng, nếu nói cái nào cũng đúng á, nhưng mà mấy ông không quên là mấy ông thầy á với mấy ông cha tuy rằng có nhiều khi không có làm như người đời, nhưng người ta đã, thứ nhất ta đã hy sinh, hai là người ta một lời nói mà cái người ta nghe ta ngộ ra, ta hiểu, ta làm thiện rồi là biết bao nhiêu.
mà mấy người ngã mạng ông thấy điều đó mới nghĩ là ông thầy lợi dụng Phật tử, đúng cái thành phần lợi dụng rồi nó có thành phần. Giống như hồi thời Đức Phật Phật cũng vậy, có thời Đức Phật mà chưa đi tu thì ông ngày đó là hoàng thái tử thì tôi biết biết bao nhiêu vợ. Chính thức là ba đời vợ rồi, ba bà vợ, ba công chúa, ba tiểu quốc rồi, rồi còn bao nhiêu cung tần mỹ nữ. Cái có một bà vợ sanh ông đứa con, trời ơi nó quậy quậy tan canh. Bởi vậy cho nên không ai mà quậy bằng cái người nhà quậy mình hết trơn nha. Vậy mà trong khi Phật là một ngôi vị Phật, khi đi tu thành Phật vậy đó mà vẫn không đi tu. Cho nên cái gì như người nhà là quậy là khổ lắm. Nên nó gọi là lục thân quyến thuộc, là do quán thù mà ra mà. Lục thân quyến thuộc là do quán thù mà ra, quán gia nghiệp báo gì vậy. Cái ông quay, ông đầu thai ông làm con của ông Phật trước khi thành Phật. Cái tới thì ông Phật thành Phật rồi về hoàng cung thì thấy La Hầu La là con của bà Tĩnh Cung á. Đi tu thì thôi cũng dẫn đi tu, chứ không dẫn đi tu thì mới muốn lên làm vua. Rồi làm vua cái khi mà đi tu vô ông quậy quá trời. Cái mấy ông thầy bình thường mà không có trí nghĩ sao chịu đâu nổi, nói tại sao cái vai trò ông Phật mà có thằng con nó quậy vậy đó. Thì nói tại sao Phật còn gì quyết thống mà không đuổi. Nhưng mà Phật cũng nói rất là rõ ràng. Nếu mà các ông nghĩ thằng đó mình ở trong đây nó quậy có mấy ông chịu không nổi thôi, mà nếu mà để mà không còn ai nó phải lên làm vua. Nó làm vua biết bao nhiêu sưu tàn máu đổ. Cho nên đó, nói thật thật ra cái đời sống của Đức Thích Ca ngày xưa đó nó không có khác một chút mãi mai đời sống của nhân thế ngày nay nữa không. Nhưng mà cái mà sở dĩ tôn kính ông á là ông giác ngộ được, là cái tình huống nào ngài cũng giải quyết được mà ngài không có đau khổ như con người mình á. Không, thí dụ ông thấy rõ là đi tu mà cũng còn bị quan trái nó phải đi theo, mà bây giờ nếu ông không thiệt Thế Tôn nói đúng, nếu mà không dẫn đi theo nó làm vua. Mà nó làm vua tối ngày nó đi nó quýnh nước này nó kia hoài, chinh phạt đầu rơi máu đổ, ai khổ hơn. Chứ đâu phải ngài cố tình ngài dẫn nó đi tu làm gì. Bởi vì đâu phải hồi đó không thấy Phật, đâu phải Phật là sung sướng đâu. Chưa kể cả em chú bác nữa, nó quậy không thể tưởng tượng. Để cuộc đời không có gì sung sướng. Chỉ có biết dừng lại là sung sướng. Mà nó khổ á. Nó đủ có năng, đủ khả năng để dừng hay không nha. Đủ khả năng để dừng. Rồi ra vậy mà cứ ngoái qua nhìn lại, ngoái qua nhìn lại á. Nếu mình có cái phước duyên á thì mình nhìn gặp những người tốt. Còn mình ngoái qua nhìn lại mà thấy tình tiền danh lợi không còn chết nữa. Ủa, hình như bữa hổm chú mua cho tôi cái đó rồi đúng không? Cái đồ mà đặng cho đặt đó. Đó tôi lộn rồi, tôi hơi luôn. Thôi, cái gì nghỉ nha. Tôi nghỉ rồi nha. Chào quý vị, ngày mai học đạo tiếp nha. Mô Phật.